Em chào mọi người nha, chào tất cả anh em đồng nghiệp thân mến nè, em chào Bình Đông ha. Thì này làm cái clip trả ba cái máy cho anh ha, ba cái máy sửa hôm bữa em có đăng lên đó, ba cái máy 6 phép ha. Rồi nói chung là sửa chữa với thay mới cho anh ha, thay mới cái hộp, có cái hộp cũ thì dây ra với ngõ ra rồi nó nhìn nó hơi ấy ha, những mà những cái hộp nó bể rồi đó. Nhưng máy của anh thì em có làm dấu ghi số theo cái máy hôm anh gửi ha. Đây thì anh đã lấy bên em hết 4 cây rồi, 4 cây máy 4 phép ha, còn này là máy 6 phép anh gửi sửa rồi. Giờ không có về giọng ha, giờ test máy ha. Đó làm quạt rồi lại ok con lành anh ha, sửa đánh nguồn nước ở quầy anh ha, quầy Hà Nội. Rồi đây máy có ghi số rồi ha, 1 2 3 ha. Rồi giờ em test từng cây ha. Đó, như máy hư gì thay đó ha. Tết thôi. Tại vì bất đắc dĩ lắm mới gắn cái nút mé không này nha. Tại vì cái bo này em thiết kế khác cái bo kia ha. Rồi, giờ lúc này là trộn chiếc kết hợp với chiếc ép công tắc. Đây ha, khoan để em sửa nè. Bị lỏng. Không có thời gian luôn anh em, làm không có thời gian làm lại cái dèm muốn đẹp à. À, chạy ha, bật cộng xung quanh đó. Rồi chập giọt nè, rồi bóp lại ha. Rồi xong một cây thôi, nói chung này để ở bên đây đi. Okay, tiếp theo ha. Đó, cây này em cũng định thay dây mà nhưng điều dây còn sử dụng tốt ha. Đó, chạy rất ngon thôi, để lại cho anh. Đó, em có ghi cộng trừ hết ha. Rồi. Đây ha mọi người. Tại cái dây này nó hơi ngắn. Chủ chức test chạy cho anh biết thôi. Anh đã có thấy máy bên em rồi. Đó, mức cao nhất ha, bóp cái phát lên này ha. Này dòng mức thấp nhất à. Không lên nè. Tọn nè. Rồi chập giật nè. Cắt à, bóp lại. Rồi ha, thì máy em làm chế độ chập giật đầy đủ ha. Đây. Đó. Tiếp theo một cây nữa ha. Thì máy anh yên tâm, như máy này thì có chống chập giật ha, hết nè. Máy điện tử nào cũng phải có chống chập giật nha anh em. Ủa chống, đúng rồi, chống chập giật và chống ngược cực ha. Không có chấp, không chống ngược cực, kẹp vô ngược cực cái là đi đáy liền ha. Đó, nghe tiếng lật quên liền ha. Thì máy ảm hôm bữa thì anh sửa về có cây thì chạy, đúng chỉ có một cây là chạy thôi, còn hai cây kia thì không chạy ha, hư chiếc áp rồi hư này kia tôi nhiều nhiều thứ lắm. Đó, làm lại cho anh ha, có mà cây kia nó có chạy mà nó chạy chạy cũng không nổi nữa, chạy yếu đó. Đó. À, cái quạt này nó có bảo vệ nha anh em.
chọc quẹt cái quẹt nó liệm à, bóp kẹp lỏng, kẹp lỏng nha anh em. Đó rồi thì xong rồi, thì anh em có nhu cầu đặt máy máy nhỏ máy lớn gì mặn ngọt hoặc hư gì đó thì liên hệ em ha, cứ số chính là 0799933977 ha, Zalo số trực tiếp ha. Đó, ha, số điện thoại để em nhắc lại một lần nữa, số điện thoại là 0799933977 ha, đó số điện thoại em có để trên tiêu đề của clip á. Rồi thì với một phần nữa là em nhắc là các anh em mà sử dụng bên máy bên em hoặc là những máy mà điện tử của những cơ sở khác đó, của những anh em đồng nghiệp khác nữa, thì anh em nên dùng vật inox nha. Đó chứ anh em về mà anh em sử dụng bằng cây sắt hay bằng cây tu vít hay là bằng bất kể cây gì dẫn điện rất rất là kém nha anh em. Nó khác máy cơ nha, máy cơ anh em đi bằng cây gì cũng được, còn đặc biệt là máy điện tử anh em đi bằng cây inox 34 mà loại để 500 không có hết ha. Đó để cứ mình sử dụng bằng cái cây inox mà lấy 500 để vô mà không hết rồi ra anh em đi tốt ha. Đó còn lúc đó anh em á gắn cái đó về mà nói cá máy tính không chết cá thì cái đó em chấp nhận. Đó. Anh em nhớ chú ý là cái đầu ra vật rất quan trọng nha anh em, máy điện tử chứ không phải máy cơ nha. Đó. Thì anh em chú ý dùm em vậy thôi, cố gắng làm cho những cái đầu ra vật thì của mình xài cho nó ok ha. Đi dây điện anh em đi thường nha, ngày nào cũng đi đó, anh em khoảng 1.5 tháng 2 tháng là anh em thay được rồi. Đó, những người ta kỹ là một khoảng tầm là 1 tháng là người ta thay rồi, ngày nào cũng đi á, 1 tháng người ta thay rồi. Đó. Anh em chú ý đầu ra vạt ha. Rồi. Thì cái đó thì anh em kỹ lưỡng mà máy có gì trục trặc là em bảo hành cho anh em thoải mái luôn. Đó. Vậy thôi, của bạn tại người thôi. Rồi. Thì em muốn nói nhiều ha. Rồi. Chào tạm biệt mọi người ha.